Rồi, em Tân Tiến xin chào quý anh chị bà con nhé. Hôm nay bọn em sẽ kiểm tra đàn ong này để chúng ta lấy một khẩu nhộng để chúng ta nhập đàn luôn. Mời bà con chúng xem, chúng ta cùng xem ạ. Dù đàn ong nó rất dữ và bọn em đã kiểm tra và đã anh đã loại bỏ được mấy cái mũ chúa này rồi. Mùa này rất dữ. Đây, bọn em kiểm tra xong cái loại đây, như quý anh chị thấy, bà con thấy đây. Cái mũ chúa rất nhiều đấy ạ. Nhé. Cầu dù cầu nhỏ đây, đấy, cầu đây bọn em sẽ lấy một cầu đấy để chúng ta chuẩn bị qua nhập đàn. Để ông đi sau, mình đi trước đi ạ. Đây, bà con đã thấy thì sau khi mà em lấy cầu rồi chúng ta bắt được một mũ đấy nhé. Đây, mũ này cũng khá là nhiều đấy ạ. Nó hơi tối một chút phải không? Đây ạ. Đây, bà con bọn em đã chuẩn bị nhập đàn đấy ạ. Thì chúng ta chuẩn bị một thùng và một cái cầu nhộng đấy nhé. Cầu nhộng chúng ta bỏ đây ạ. Cầu này thì đủ cái phấn hoa và ong non, các loại ong ạ. Sau đây tí bọn em sẽ lấy một cái mũ ạ. Chúng ta mũ ong chúng ta nhập đàn vào đây. Để tự nhiên vào. Trong đây là anh để trong đây là sáng nay gom cả chúa đấy nhá, nhóm chú đó. Rồi, cách nhập thì cũng rất nhanh ạ, bà con thấy ạ. Khi nhập thì chúng ta nên đậy nắp lại nhanh thì nó khỏi bay ra ngoài. Nó loạn nhiều hơn một để trong vòng khoảng tầm 15 phút thì em cái đàn ong này nó sẽ yên ổn. Thì em sẽ quay một chút để yên ổn nên em xin phép dừng. Thế còn chờ 15 phút thì nó cũng hơi cái lâu công và mất thời gian của quý anh chị và con ta. Nó bay một chút thôi thì nó lại yên như bà con nhé. Vì hôm nay thì cũng nó không được rõ lắm vì đang bóng chỗ nắng. Đây, bà con thấy thì sau khi nhập đàn này đằng trước thì nó ra đang mấy con nó bay ra thì là nó đang bám vào cái trước cửa thùng đấy. Rồi, hôm nay thì em cũng chia sẻ cái cách nhập đàn này cũng nhanh và đơn giản thôi. Cái phương thức của chúng ta thì nhập thì chúng ta chuẩn bị cái thùng và cái cầu nhộng. Bà con nên sơ cua trong nhà bao giờ có một cái thùng không và cái cầu nhộng của đàn thác chúng ta viện vào đây thì nó sẽ ở lại nhé. Nếu mà không có cầu nhộng này nó sẽ không chịu ở, chúng ta thì bỏ trên thùng không chắc chắn nó không ở rồi. Hả? Thì nó yên ổn nó một chút, nó yên ổn nó vào thôi. Trước cửa đây đang một số con đang bám một chút thôi. Rồi, cuối video thì em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Quy trình chúng ta nhập đàn ong thì cũng rất đơn giản, chỉ cần một cầu ong và một cái thùng ong, một cầu nhộng và một thùng ong để chúng ta nhập viện đàn ong nó ở lại và nó phát triển mạnh hơn. Cuối video em xin phép dừng đây, xin quý chị xem hay hữu ích nhé, tặng em một like và nhớ bấm đăng ký kênh để người đầu tiên nhận khi em có video mới nhé. Em xin chào lại bà con những video tiếp theo ạ.